ở đây, thở đều, thở đều. Đó, tính mạng là quan trọng nhất. Đá banh chỉ là vui thôi, không cần chạy đâu. Không cần tranh chấp bóng nha. Ai bay ông? Không được kêu ba không? Kệ nó đi. Không chạy, không chạy. Tận nãy giờ làm 10 phút tao không thấy mày chạy luôn. 10 phút rồi thằng ơi, chưa thấy mày chạy. Mày giơ tay cái gì? Mày giơ tay người ta đưa bánh cho mày sao? Trời ơi, coi chừng, cẩn thận đưa bóng cho người khác. Đúng rồi, vậy đúng rồi, đó ngồi thở đi, đúng thở. Mày đừng nghe chạy. Cái thằng này, anh nói rồi, tính mẹ là quan trọng nhất. Mày chạy chứ mày xẻo. Mày chạy làm cái gì? Rồi rồi rồi, nằm xuống thở đi, nằm xuống. Nằm xuống thở đều, nằm xuống thở đều. Đúng rồi, đừng chạy, đừng chạy. Quay quay cái gì? Cái nào thèm? Không quay không kêu. Rồi đúng rồi. Kệ nó, đừng bận tâm. Đừng bận tâm gì cuộc đời này hết. Ok ok. Kệ nó, đừng quan tâm hết. Cứ lững thững như là đang đi công viên vậy thôi. Nha. Rồi. Đá banh bao nhiêu năm rồi, cái bụng không xuống nổi. Bây giờ phát hiện ra toàn là đi không. Làm cái gì Thanh, mày đang chạy à? Trời ơi, đừng có chạy thằng quỷ ơi. Nó xỉu rồi sao? Không chạy mà, tao năn nỉ mày luôn. Đã đứng được nguyên một trận banh mày đứng được thì bây giờ cứ đứng luôn đi, không chạy. Ai ơi, ơi, ơi mày làm cái gì vậy? Đúng rồi, được rồi, vậy là vui rồi. Tính mạng là quan trọng nhất, vậy thôi, được rồi. Không bận tâm nha, không bận tâm chuyện thắng thua. Quan trọng là có người ta hiểu mình đang đi bộ đá banh là được rồi. Trời ơi, nó thở luôn. Ủa mày có mệt luôn đó hả?